Tôi biết rồi. Ghê anh. Đâu nó có phì ở đấy đấy công ơi. Đấy cái ống đấy đấy. Cẩn thận đấy, cầm nhiều lắm. Không cẩn thận nhá. Đúng rồi. Căn bản là cánh đồng nó vào. Ui nó trong cái bó củi đấy. Đúng rồi, nó trong đấy đấy. Ui cái đàn. Ui mọi người trong này nhiều lắm. Một ổ to như này. Ổ to như vậy cơ. Đây. Bây giờ anh em thập thình vàng bắt đầu nó từ rỡ ra. Ừ từ từ rỡ ra nhá. Cẩn thận đấy không ơi. Cẩn thận nhá anh em nhá. Nó to thế, tôi nhìn thấy cái đuôi nó rồi. Ui, anh ơi, kinh quá. Ui, kinh quá. Ui, ui, về thế nhỉ. Cẩn thận anh em nhá. Anh sao vào đêm đùm đùm nó không ra mà. Ui, 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 nặng lắm vậy cơ. Ui, nó chui trong đây rồi. Đâu. Ui, nặng lắm. Đây này, nó đang chui đây. Ui. Nó vào đây rồi. Chắc là mổ rồi. Ui, nó vào đây rồi. Cẩn thận nó vào đây, nó đỉa. Đây, công đặt nó trên này. Cẩn vào đấy đi hả đâu ạ? Đấy đấy rồi. Nó chui nó kinh nó chui vào đấy đấy. Ui kinh thế này. Nó ra đùng 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 cái này ra. Đâu. Nó trong này. Đấy trong đấy. Ui. Nó ở trong này. Ui đâu có thấy đúng đâu, có thấy đúng đâu. Đúng đây. Có trong này. Từ từ không ơi. Đâu. Nó chui trong đấy đấy. Đâu biết rồi. Ghê anh. Ui kinh chưa? Đấy đấy. Ôi. Ui. Đấy sao mà đu được không quỳ. Đấy nhau nhau này. Vơ của nó việc nó cắn rồi. Ghê chưa, cẩn thận nhá. Cẩn thận vào. Đấy. Để bà vào đun bếp nhỉ. Đấy. Đấy. Đang đun bếp. Sao mà quay như thế này. Đang đun bếp. Tại đun bếp nhỉ. Ui. Chạy chắc nó cả đàn nó vào cho con quen họ vào làm tôi biết rồi. Quen rồi. Ồ sao đấy. Chắc là bà có gà đẻ cái máy rồi. Đúng rồi. Ui tổ thế. Còn đắn to thôi. Ghê chưa kìa. Ô mà bố ăn trứng gà của bà đấy. Ồ thế. Quá to luôn anh em ạ. Sao gà vịt cứ chết. Đúng rồi, nó vào tôm rồi. Ủ rơm ở đây. Ủ rơm ạ. Ủ rơm ạ. Đại rơm bắt thần. Rơm đi. Ui ui chân. Cẩn thận vào. Ý đấy cái đấy. Ui sợ quá. Vậy. Đấy đúng rồi. Đấy. Từ từ. Mình chứ. Mình chứ anh em có mình chứ gì. Ui. Nhiều lắm không ạ. Từ nhá, cẩn thận nhá. Còn đấy. Ui, quá nhiều luôn. Kinh nha. Đấy chứ như cái đấy. Đấy mọi người nhá. Thì sau khi coi thế này anh em mình đã nhận được cuộc gọi của người dân đến đây coi là phát hiện ra cái ổ rắn ở trong cái đống rơm. Quá khổng lồ luôn. Quá khổng lồ luôn anh em. Ui trời. Quay bên kia. Ghê nhây. Ui quá sợ hãi luôn. Con to. Đại thuốc luôn. Kinh quá này hơn cân đấy nhỉ. Con này mấy cân đấy nhá. 2-3 cân. Rồi bỏ này vào túi đi. Hơn cân sao hết được nó. Tôi mới nhìn này, đấy. Rất luôn. Ôi, thế đang làm gì mà phát hiện rắn đây các bác? Đang mất gà, mất vịt. Mất gà, mất vịt, thế nó vào mở ấy ra, ai thấy? Mất trứng. Bắt được con này. Đây người dân này, bắt được con này. Đấy, đây rất ráo người vào bắt được con này. Kinh đây. Kinh dọn này, nó rắn thế nhỉ? Cánh đồng ấy. Nói này, nó rắn thế nhỉ? Cánh đồng nó phải có rơm mà gì nó cái không ấy. Cánh đồng. Ô, nó thuần nhá, nó thuần nào nhá. Đây, nó nè. Đấy, cũng cái đầu đấy, đấy. Đấy, đấy. Đấy. Vịt con này nó ăn cái gì là
Ui con này nó ăn, nó ăn nó mút trứng gà nhìn nhìn béo chưa? Ừ, béo chưa? Lắm luôn. Con này béo thế. Béo cái này mút trứng gà nhanh nhầy. Nhanh ấy, thấy chưa? Thì nhanh chưa? Về chưa? Quá ghê gớm luôn. Con này phải mười mấy con. Ui nó ngóc đầu lên kìa. Ghê nhầy. Quá xinh sợ hãi luôn. Quá là nhanh luôn. Đây là loài rắn hổ mang. Ngang mọi người này. Đấy. Đúng không? Đây là cái giống rắn hổ mang rất là ghê tởm nhá mọi người nhá. Bụng nó là có thể cắn một phát coi như là chết được nhiều con. Con này là cắn một phát mấy con trâu chết luôn. Chả bắt thì cần phát cắn nó cần cắn này cực độc luôn. Mấy con anh em? Hai con rồi. Rồi con này con thứ ba này. Con này vẫn còn đây này, bên này, cái đầu bên này. Đấy thấy chưa? Nhiều lắm. Anh em xem này, ui ui nó đang tổ xuống đây luôn này. Tổ xuống đây luôn anh em ạ. Ghê này. Sao con này nó đen thế? Con này đi ăn ghê. Con này con là hổ sát. Con này hổ sát. Ừ, hổ sát rồi. À. Ui con này sợ nhây. Anh được biết kia kìa. Trời kinh lắm anh em. Lẽ mạn đây. Quá sợ hãi luôn. Quá nhiều rắn mà nó cứ ngoài ngoài trong bếp không ạ. Tài vậy. Ôi, cái ổ đó trong đấy đấy. Nó không chừa ra ngoài mà. Không chừa. Đấy. Rắn xì xì xì. Đẩy cái chỗ ấy nhá. Anh em đẩy cái chỗ ấy vào. Tiếp tục lại một con nữa này. Đấy, có sợ không? Về thế. Thế giờ nhiều rõ anh nhỉ. Còn cái đèn xê luôn. Gì như rõ. Bóng lại con bên ngoài đâu không ơi. Con bên ngoài. Ngoài này luôn luôn. Đây bên này bên này. Đây đây. Ơi. Ơi. Nó mà nó vào trong bộ bếp nó nhiều nó đen. Quá nhiều luôn anh em ạ. Quá nhiều. Là người xem kinh chưa? Đấy. Cái nào con này chắc mới lột đây này. Chẳng lắm. Nhanh lắm. Ôi trời vào chưa bếp nữa kìa. Rồi vào rồi ở bếp đấy. Đấy. Bỏ nó đấy đúng không ạ? À. Rồi to nhất đàn này ơi. Nhất đàn rồi. Rồi ok con đấy bỏ nó vào đi. Ba người này tiếp tục một con nữa nha. Khá to nhá. Đấy con rắn độc thôi. Quá to à. Bốn con luôn. Con rắn độc, rắn độc. Đấy kinh chưa? Ui đây này, này nó quay, ê, nó phanh tròn lên. Ui, ui nó đang cuộn xuống khung rồi. Con này vừa ăn xong chắc lo này. Đấy, thì con này vừa mút trứng thế này. Ừ, đấy, bụng lo vậy mà. Con nào con này căng lắm. Con này vừa ăn xong lo này, bụng lo thế. Hôm nay thì cái gì là ông khỏi kêu là mất trứng mất gà nhé. Cứ hôm nào thằng cháu xuống này bảo mày lấy trứng gà tao hả? Đấy, hôm nay một đống này. Tổ thế. Ui sợ. Ui, kinh. Con này phải 2 cân rưỡi nhỉ. 2 cân rưỡi đấy, khá là to nhỉ. 2 cân rưỡi. Ông thì cứ bảo mình xuống đây ăn mì tôm nên mày lấy trứng làm sao? Đây gà trứng này toàn trứng gà quậy nên nó đâu. Đây, con này, con này chắc là vừa lo xong rồi nó nằm im. Đây, nó nằm đổ luôn. Kìa. Sợ ghê. Bụng lằn. Nó thế. Ừ. Ôi nằm nó thả quấn với nhau kìa. Hai con đi. Ok. Quá hết rồi chơi chứ. Đây vẫn còn 2 con nữa ạ. Úi giời. Úi giời. Nhoài 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 vậy. Ủa công rồi con trong nằm trong đây to nhất này. Ê con nằm trong này mới to này. Đấy nó quái kinh nhỉ. Nó to bằng cổ tay ấy. Con này nó quái kinh lắm. Úi chân con. Úi chân con bé cái kìa đến xóa ra con. Ui con này chắc đâu. Con này. Ui nhau mươi. Ôi nó ngay cái đầu. Con này chắc con đầu đàn đấy này. Chắc con đầu đàn đấy. Quá ghê gớm luôn bà con ạ. Đấy rồi bỏ túi đi. Rồi, ôi, này, con này, ui giời, nuốt mấy quả trứng gà đang trong bụng rồi. Ui giời, ôi to này. Trứng gà trong bụng luôn con. Trứng gà đây trong bụng kìa. Toàn pha rồi. Đấy, ừ, con luôn. Con này ăn no quá nó không chạy được kìa. To dài đây. Ui giời. Ui giời. Bây giờ anh em vào trong kia anh em tìm kiếm và bắt cho mọi người cùng xem mọi người nhá. Nếu mà còn, anh em sẽ phục hục hết để giúp cho bà con ở đây là khỏi sợ hãi trước cây con rắn hổ mang này mọi người. Thì mọi người xem được video nếu thấy hay nhớ like chia sẻ đăng ký kênh ủng hộ em nhá. Chào mọi người nhá.